Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini tên là CT. Thì hôm nay vườn con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình, đó là một cái lô me. Thì có cây quán củ quái, có cây tự nhiên, nhưng mà cây này là được vô dây và đang phát triển rất là tốt, rất là ok. Thì những cây me này con quay đa số là lựa cây đẹp để quay, thì cô chú mình ưng cây nào thì cứ chụp màn hình lại rồi gửi qua Zalo cho con ha, con sẽ lấy đúng cây đó. Và những cây me này bên vườn con đang giao lưu với giá là 165 ngàn một cây. Nó nói chung là me này được trồng rất là to và cắt cục lại, xong mình nuôi dưỡng, xong mình vô dây quắn một nước như vậy để về làm mini để bàn á. Thì cô chú mình ưng thì liên hệ vườn con nha. Nó me này me Thái nha cô chú anh chị. Đó, nói chung là gốc thì cũng khá là to, khá là ok và cây đang phát triển rất là tốt. 165 ngàn một cây nha. Cô chú mình ưng thì alo vườn con, số điện thoại thì con để trên tiêu đề và góc bên góc trái màn hình ha. Tiền ship là 30 ngàn nha cô chú anh chị, mua 2 cây tiền ship cũng chỉ có 30 thôi. Rồi, cảm ơn cô chú mình đã xem, thì con xin kết thúc video tại đây ạ.